Mày nhìn thấy đông vui chưa? Bờ hồ đông vui chưa? Bà con đông vui chưa? Đua xe đạp xong rồi đang giao giải thưởng, bây giờ là bà con đông vui chưa? Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì vận động viên mang áo số 2 của đội Korean Cycling Team đến từ Hàn Quốc là một gương mặt rất quen thuộc ở trên bục hiện tại. Hùng Nên ơi, Hùng Nên về chỗ, Hùng Nên ơi về chỗ trước cửa bưu điện đi. Anh em đây ở đang ở chỗ trước cửa bưu điện này nhá, nhìn sang bên bờ hồ đấy nhá, chỗ trước cửa bưu điện này nhá. Thấy, ôi giời. Mọi người thấy bờ hồ đông vui chưa? Về chỗ trước cửa bưu điện này Phượng Lên ơi, trước cửa bưu điện nhìn sang bên bờ hồ bên này. Đang đâu đây? Em ông Dũng cũng bảo, Quốc Dũng bảo em chạy lên nhà hát lớn, đang ngồi nhà hát lớn đây. Ờ, ngồi chỗ nhà hát lớn đây rồi thì lại xuống đây rồi, tôi ở giờ đấy về đây rồi. Anh em về đây rồi này. Mấy anh em về chỗ trước kiểu bưu điện này nhá, về chỗ trước kiểu cửa bưu điện này. Bây giờ nhìn lên vào hồ bên này, trước kiểu cửa bưu điện đấy. Về đây. Ừ, đi lên đây xong mỏi chân quá nghỉ. Tôi cũng ở trên đi. Tôi cũng ở trên đi mà về đây. Ở trên đi có bọn ông trên Trần Nhật Quang với các thứ ở trên đó mà. Vâng. Mọi người thấy đông chưa? Cái hội ông Trần Nhật Quang đang ở trên đấy rồi, nhưng mà ở trước chỗ cửa con phường Hoàn Kiếm, phường Trần Tiền ấy, nhưng mà anh em lại về đây rồi. Không thấy thằng nào cả, không có ông nào. Có ở chỗ trước cửa công an cơ. Thôi ông cứ về đây đi, về trước cửa bệnh viện này đi. Chỗ trước cửa công an quận Hoàn Kiếm ấy, bên công an phường Hoàn Kiếm, phường Trần Tiền ấy là có chỗ ông Trần Nhật Quang ở đấy đấy. Hội ông Trần Nhật Quang ở đấy đông lắm. Cả Long Thủy ở đấy. Vâng. Đấy là chỗ trước cửa công an quận ấy, trong công an phường ấy. Uống cà phê thì đang đi lên đi, mất công đi lên đây rồi. Ngồi ngay bên sườn nhà hát lớn đây. Toàn những người ngồi đây. Thế thì gọi cho Long Thủy là ở đấy đấy, nó gần đấy đấy. Em có số đâu, để em gọi Quân Khúc vậy. Quân Khúc đây, Quân Khúc nó ngồi đấy đấy. Chưa, chờ tí anh em đang ở đây. Ông Mạnh Dũng này. Anh Quân Hùng này. Quân Dũng này. Đã rồi, cả đây đây đấy. Anh em đông lắm. Đây này, ở đây là Chiêu Bát Giới. Chiêu Bát Giới đây. Chiêu Bát Giới đấy. Xung quanh hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người. Này. Đông lắm.
Thấy chưa? Ngày mùng 2 tháng 9 là mọi người đi chơi đông vui chưa? Trời ơi! Thấy phố đôi đi bộ đông vui không? Đông nát nhỉ. Đông rồi. À cho anh hành vé nha. Thấy phố đi bộ Hà Nội đông vui chưa? Đấy, mọi người thấy chưa? Phố đi bộ người ta bà con đông vui thì biểu tình tình cái gì? Bà con đi chơi ngày Quốc Khánh rồi nè. Đang xem chung gỗ nha. Alo, chào chú siêu. Thấy phố đi bộ Hà Nội chưa? Đông vui chưa? Hồi nãy thì cũng báo cáo với chú là cũng như là mọi người đang trên cái... Hả? Báo cáo chú cũng như mọi người ở trên cái diễn đàn bên chú là tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì bà con đi chơi. Hồi nãy con có like ở ngay chỗ khu vực nhà hát thành phố thì tình hình là mọi thứ đều yên ổn. Ở khu vực nhà thờ Đức Bà thì bao que đâu có đâu. Các lực lượng, một số lực lượng của cơ quan chức năng đang đứng đó mà giống như là để bảo vệ tình hình an ninh trật tự của thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày lễ, đảm bảo về cái đảm bảo an toàn cho người dân tham gia vui chơi giải trí trong những ngày lễ này. Còn rồi ở đây thành phố thì ở khu vực nhà hát thành phố thì mọi người cũng đang cũng đang có những cái tiết mục văn nghệ để mà của bên nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đó thì cũng rất là hả vui và hào hứng, người dân cũng đứng đó xem rất là nhiều. Nói chung là tình hình ở đây là có thể nói là rất là yên ổn. Ở đây thấy ngoài này bà con chơi vui lắm, vừa mới đua xe đạp xong, đua xe đạp xong trao giải thưởng với bà con bắt đầu tập trung đi vui chơi đâu đông nghịt rồi. Có anh Phục Đan ở đó không chú? À Phục Đan đang gọi điện lạc đâu mất, đông quá lạc đâu mất rồi. Lạc gọi điện hả? Đi đây lạc. Ổng hôm nay ổng với ông Dũng hôm nay quyết tâm đi kiếm mấy thằng bao que để đập mà. Kìa, nó chạy ra chỗ nhà hát lớn, tôi vừa ở bên đó tôi về đây rồi bây giờ lại thấy nó ở bên nhà hát lớn rồi. Thì báo cáo với chú với mọi người như vậy thôi để chú với mọi người biết là tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh là không có gì, cũng như là thấy là có một anh chị Dứt Dương hay Đồng Nai cũng báo lên và mọi thứ vẫn yên ổn yên ngắn, không có gì xảy ra hết. Ở đây thì bà con chơi vui đông lắm, đi chơi nhiều cái trò chơi và bà con chơi vui đông rất là đông.
nên là hồi nữa xong việc thì hồi nữa xong việc thì chắc là chú Siêu cũng như là anh Nên cũng như mọi người là sẽ có một cái bữa tiệc nhỏ để mà giống như là liên hoan để mà chào mừng cái ngày lễ ngày hôm nay của ai với anh Dũng vậy? Quốc Dũng Quốc Dũng đây. Sẽ có ngày liên hoan như ngày hôm nay thì cũng rất là chúc cho các chú và các anh có cái ngày lễ 2 tháng 9 là vui vẻ. Chú à thôi hả, chú không chúc lại gì con luôn hả, chú Xeo chú dậy luôn á hả? Có đang mày đang nói rồi phải cho nói hết quá trời mà xong rồi chú chúc xong rồi cái chú ờ đang nói lại phải gì để hết. Cho nói hết đi chứ này nói chưa hết thì này bảo là cắt lời đây nè, chúc cho anh em rồi chúc cho anh em trong thành phố Hồ Chí Minh cũng đón ngày lễ Quốc Khánh vui vẻ nha. Chúc mọi người trong đó là anh em coi như là trực ban ở trong đó là và đi chơi vui vẻ cùng với mọi người. Chúc tất cả anh em cả anh cho gửi lời hỏi thăm tất cả anh em trong đó nha. Chào chú, chào mọi người. Đấy bà con chơi vui đông như thế này, toàn vui vẻ thế này. Ngày lễ Quốc Khánh bà con đông nghịt đi ở các phố đi bộ. Phố đi bộ cho lòng đông nghịt. Ra tới đằng nhà hát lớn đằng kia cũng đông nghịt, toàn bà con đi chơi vui. Xung quanh bờ hồ thì đông lắm. Còn ở... Thế bà con chơi vui đông hơn, đông nghịt chưa, mọi người nhìn thấy chưa? Dọc cả đường phố đi bộ thì đông lắm. Hôm nay bà con đi chơi vui thì bao nhiêu những cái vui chơi cực đông luôn. Xung quanh bờ hồ thì đông lắm, đông nghịt nghịt từ mấy cái đường phố dưới kia, nhiều chỗ đông mà lạc hết cả anh em, lạc nhau tìm nhau loạn xạ đấy. Đông quá. Hà Nội em, ở đây là Hồ Hoàn Kiếm, nhìn Hồ Hoàn Kiếm nè. Cứ quay cái tháp rùa đấy nha, mình nhìn nha. Đấy kia cái tháp rùa, nhìn thấy chưa, mọi người nhìn thấy cái tháp rùa đấy kia chưa? Đấy. Bên kia bờ hồ kìa đông nghịt, tất cả xung quanh bờ hồ chỗ nào cũng đông, đông nghịt nghịt luôn. Rất là đông, đông vui. Đấy bà con đi chơi. Không có đâu, không có bao que đâu. Bao que hôm nay không dám ra đâu, ra đây hôm nay thì chết. Bà con đông này thì đập nó chết. Chỉ cần hô một tiếng thôi nha, thì phải nói là cái bọn bao que ra đây thì có chết. Đấy. Làm sao dám hiện hình ra đây? Bọn bao que làm sao dám hiện hình ra hôm nay ở đây? Hiện hình ra đây chỉ cần hô một tiếng thì phải nói là hàng nghìn người nào vào đập. Không cần nói gì nhiều. Đấy. Ở trong Nam thì cũng yên ổn, thấy Trung Vũ vừa lên nói chuyện là rất là không có vấn đề gì, yên ổn lắm. Còn ngoài này thì anh em ngoài này thì giải ra khắp nơi lạc nhau, rất đông anh em. Đấy, ngày nghỉ Tết bà con Việt Nam vui chơi thế này chứ ở bên Mỹ hoặc bà khoe có được chơi vui này không?
À, xin chào Phụ Nguyễn nha, chào tất cả mọi người anh em trên diễn đàn. Hội đồng năm nay vừa đua xe đạp xong, cho bà con bắt đầu tỏa ra đi chơi. Đấy thì đúng tranh chúng anh bò để xem đua xe đạp. Về đua xong rồi bà con tỏa đi chơi, phố đi bộ, các phố đi bộ đông lắm. Từ nhà hát lớn, tôi vừa nhà hát lớn về đây là ở bên cũng đông lắm, rất đông người và anh em rất nhiều anh em trực bên đó. Đấy.